Các bạn thân mến, có thể nói rằng hiện nay chúng ta có rất nhiều cơ hội để lựa chọn mua sắm những dàn máy karaoke cho gia đình. Có những người thích hàng bãi, có những người thích hàng mới, có những người thích những thương hiệu đến từ châu Âu, có những người lại thích những thương hiệu Mỹ, hay thậm chí có những người lại thích những dòng loa do Việt Nam sản xuất tùy theo sở thích và điều kiện kinh tế của mỗi người. Ở chương trình video clip hôm nay, tôi sẽ ghép và giới thiệu với các bạn một trong những dòng karaoke mà các bạn sẽ hài lòng ngay từ khi chúng ta nhìn thấy, và khi các bạn hát thử chắc chắn các bạn sẽ hài lòng, kể cả giá thành sẽ làm cho các bạn vô cùng mỹ mãn. Tất cả những yêu cầu về mua sắm hay tư vấn phối ghép, hãy gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Những bạn có Facebook hãy dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Bạn nào có nhu cầu sửa chữa những thiết bị audio của gia đình, hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Các bạn thân mến, có thể nói rằng những dòng loa đến từ Anh hay đến từ Pháp hay đến từ Mỹ, từ Tây Ban Nha, vân vân, chắc chắn sẽ làm cho chúng ta hài lòng về mặt xuất xứ cũng như chất lượng. Và đương nhiên rồi, ở những điểm mà tôi muốn nói ra là chất lượng của sản phẩm, kèm theo đó là mức giá thành. Nhưng nếu như chúng ta mua những cặp loa mới, chắc chắn chúng ta sẽ phải bỏ ra rất nhiều tiền. Và có một giải pháp tốt hơn là chúng ta lựa chọn những cặp loa bãi. Tuy nhiên thì có nhiều người có thể sử dụng những dòng loa mới mà hiện nay anh em chúng tôi cũng đang cung cấp, ví dụ những dòng BMB, những dòng của CAVS hay những dòng của DB Acoustic, vân vân và vân vân. Bây giờ tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về dàn máy trước mắt. Các bạn nhìn thấy đây là một chiếc loa siêu trầm, tức là loa súp của hãng DB Acoustic. Đây là dòng loa mới tinh, có giá 6 triệu đồng, bát 30, công suất rất lớn. Và tôi đã có video clip hướng dẫn các bạn khai thác triệt để các tính năng của dòng súp này. Các bạn nhớ đây là dòng súp một công suất rất lớn. Đấy, các bạn có thể đánh ở trong những không gian lớn của gia đình. Thùng của nó sơn bóng piano cực kỳ sang trọng, giá chỉ 6 triệu đồng thôi, súp của DB Acoustic. Ở đây thì các bạn nhìn thấy một cặp loa full, đó là loa bãi, loa DK model KH10, sử dụng một bát 25 và nam châm đất hiếm được sử dụng để chế tạo con chép. Các bạn thân mến, những cặp loa bãi của DK mà đẹp như mới như thế này thì ít khi chúng ta tuyển được lắm. Và các bạn đã thấy những cái bản test của tôi đã giới thiệu rất là chi tiết rồi. Những cặp này là cặp DK KH10. Các bạn nhớ nhé, KH thì thường là chép của nó sẽ là đất hiếm. Và cặp này thì có giá chỉ 7 triệu 800 ngàn đồng thôi. Đấy, các bạn có thể đánh bằng con Mizuno 506 cũng được, đánh bằng đẩy cũng được. Ở đây thì tôi sử dụng luôn một con đẩy Crown, lát nữa tôi sẽ nói sâu. Nhưng đây là model KH10 và bát 25, có giá 7 triệu 800 ngàn đồng. Bên này là model KH12, sử dụng bát 30. Dòng này là dòng DK xịn và giá của nó là 12 triệu đồng. Còn một dòng nữa như thế này là dòng UK, tức là DK nhưng model UK12, bát 30 thì giá 9 triệu 800 ngàn đồng, tùy theo sở thích của các bạn. Còn những dòng CAVS thì tôi đã test rất là nhiều rồi. Đây là những dòng ATV12, cả bát cả chép đều là nam châm đất hiếm. Đấy, giá 13 triệu đồng một cặp, mới tinh đập thùng. Như vậy là bãi có và mới đều có, tùy theo các bạn. Bây giờ các bạn hướng sang đây, các bạn nhìn thấy một chiếc đẩy, thì đó là đẩy Crown model CL1. Con đẩy này sử dụng 16 sò và công suất 760W. Các bạn nhớ là những dòng đẩy bãi như thế này sản xuất tại Mỹ và giá chỉ 7 triệu đồng một chiếc thôi. Các bạn có thể sử dụng đánh những cặp loa full như thế này hay những cặp loa BMB. Ở phía trên thì các bạn nhìn thấy một con vang số của hãng DB Acoustic, đó là model D500P. Đây là một dòng vang số tôi đánh giá rất cao về mặt chất lượng âm thanh và giá của nó là 3 triệu 500 ngàn đồng. Đây là vang mới. Và các bạn thấy không thể thiếu được sự hiện diện của bộ mic không dây CAVS T4S. Một đầu thu hai tay mic có giá chỉ 3 triệu đồng một bộ. Đây là mic mới. Và các bạn thấy là trong năm vừa rồi thì anh em đã lấy của tôi rất là nhiều. Có thể nói đến là khoảng tầm 4 đến 500 bộ gì đó. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ test thử cấu hình này để các bạn cùng nghe. Ở bên này các bạn thấy rất là nhiều những cái cặp loa full của DK này. Đấy, KH10 này. Rồi những cặp loa full BMB212 có giá 19 triệu đồng, bát 30 này. Đấy, các bạn có thể lựa chọn. Và có rất nhiều những cái dòng sản phẩm nữa, kể cả các dòng BMB từ dòng 900C, 2000, rồi những dòng 1000, 850, 450 đều đầy đủ để cho các bạn có thể lựa chọn. Bây giờ tôi sẽ test thử để các bạn đánh giá về mặt chất âm khi ta đánh bằng đẩy Crown dòng DK loa xịn, nó sẽ cho chất âm như thế nào. Nếu thương mến nhau mà sao lời yêu thương đó bờ môi nào đắn đo, năm tháng xa mời có vui với ai, tà áo xanh hoen màu thương mối ân tình xưa. Yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi, và ước mơ những gì hàng mi khép hờ răng mây tím nhớ ai,
trong đêm dài buồn tóc rối quên cài. Đèn soi bóng đêm, sương rơi chân mềm, sao rơi bên thềm. Hàng cây giá băng xoay cơn mê đầy. Tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm. Em hỡi em, lời hứa xưa đã phai.